chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới phụ kiện Ulanji. Mình là Juni đây. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một sản phẩm mới đến từ Ulanji, hỗ trợ quay phim, chụp ảnh bằng điện thoại. Đặc biệt là các tín đồ đang sử dụng iPhone 11 cũng như là 11 Pro Max, đừng bỏ lỡ qua sản phẩm thú vị này nha. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Đối với dòng iPhone 11 và 11 Pro thì phần mặt kính camera sẽ cao hơn so với những cái dòng điện thoại khác. Cho nên là đối với những bạn mà sử dụng lens ngoài thì khi đối với cái việc mà gắn lens vào sẽ có khó khăn trong cái việc lắp ráp. Vì vậy mà ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc úp lưng vừa bảo vệ điện thoại đồng thời sẽ có phụ kiện hỗ trợ cho những bạn mà quay phim bằng điện thoại thường sử dụng lens ngoài có thể lắp ráp trong vòng một cái búng tay. Hãy cùng mình xem là sản phẩm này sử dụng như thế nào nha. Như đây là toàn bộ thông tin của chiếc úp lưng dành cho iPhone 11 và 11 Pro Max. Ngoài ra cần thêm thông tin gì thì các bạn để lại comment bên dưới nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những sản phẩm tiếp theo.